để phân biệt chuông full moon và thường ngày làm. Chuông full moon á, đặc biệt khi mà nhìn bằng mắt thường mình sẽ nhìn một cái màu vàng đồng nguyên chất rất là đẹp. Ký hiệu của nhận biết chuông full moon thì bao gồm có một cái dấu đóng để phân biệt là chuông full moon và chuông thường hàng ngày làm. Ngoài cái ký hiệu chuông full moon ra thì có dòng chữ Omani Padme Hum. Thì Omani Padme Hum này có hai dòng chữ của Nepal và dòng chữ của Tây Tạng, thì cũng vào mục đích những ngày rằm lớn như thế nào thì họ sẽ khắc lên chữ Nepal và chữ Tây Tạng. Đây là một chiếc chuông full moon, hình thức ở bên ngoài nhận diện được là full moon thôi. Những chiếc chuông thường khác vẫn khắc chữ và làm được như ký hiệu như chiếc chuông full moon này là rất là bình thường. Người mà có kinh nghiệm á, ngày cái nhìn mắt thường dùng chày để lắng nghe sóng âm để nhận biết, và thậm chí cả dùng lưỡi để nhận biết được đâu là chuông full moon thật và đâu là chuông full moon chưa thật. Màu của chiếc chuông full moon và ba chiếc còn lại có thể là khắc y chang như một chiếc chuông full moon thật. Đây là một cái ký hiệu để nhận biết là chuông full moon, và dòng chữ Omani cũng đều khắc lên chiếc chuông vẫn được hết. Màu sắc thì hoàn toàn khác nhau, nhìn về mắt thường hai chiếc nó hoàn toàn khác nhau hết. Ai mà chưa có kinh nghiệm á, khi mà không có chuông full moon thật thì mình sẽ không nhận biết ra chuông ngày thường làm, sóng âm sẽ không sâu và xa như chiếc chuông full moon được. Chuông hàng ngày làm không so sánh được với chuông full moon là bởi vì đêm mà họ làm dưới trăng sáng á, bảy kim loại quý ở trong chuông thường cũng không bằng chuông full moon được. Kim loại quý ở chuông full moon được nhiều hơn của chuông thường, vì thế mà giá thành nó cũng chênh lệch với nhau khá là nhiều giữa chuông thường và chuông full moon. Trong những chiếc chuông thường cũng có hai ba màu rồi, màu đồng nhạt nè, màu đồng đậm nè, và màu đồng vừa. Màu đồng nhạt á, còn gọi là màu green, màu green là màu đồng ánh xanh á. Màu đồng đậm còn gọi là màu black, black là màu đồng đen. Chiếc này là màu đồng đen đây. So sánh vì sao mà phân biệt màu như vậy là do những người thợ mang đi phơi nắng á, những ngày mà nắng nhạt chiếc chuông nó sẽ có màu đồng xanh, còn những ngày mà nắng gắt á, chiếc chuông sẽ cho ra màu đồng nó đen. Họ phân biệt giữa cái màu green và màu black là như thế. Trong chuông thường hàng ngày làm á, cũng tùy theo nhà sản xuất bảo đảm sự uy tín bằng 7 kim loại không có pha tạp chất á, thì hiện nay có nhà sản xuất của ngài tên là Santa, và ngài Santa sản xuất chuông xoay này ở Nepal rất là uy tín. Họ không pha tạp chất luôn cả chuông thường ngày làm và chuông full moon. Cái sự uy tín này đảm bảo được cho ra đời những chiếc chuông mang cái sóng âm trong và sạch. Khi mà gõ, cái sự thoải mái, dễ chịu, lắng nghe sóng rung nó đi vào tế bào khá là thoải mái. Để phân biệt được chuông thường và chuông full moon, mọi người càng có cái sự chia sẻ, tìm hiểu kỹ để khi mình muốn thỉnh một chiếc chuông, nó luôn mang bên mình, giúp mình thư giãn, giúp mình giảm stress, hỗ trợ trị liệu. Chiếc chuông năng lượng như thế này thì mọi người nên chú ý hơn, cần cái sự chia sẻ của những người hiểu biết, để khi mà mình sở hữu được một chiếc chuông như vậy mình cảm thấy nó thoải mái và an yên hơn. Chúc mọi người thỉnh được những chiếc chuông thật là ưng ý.